Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức ra mắt Mercedes-AMG GLE53 4MATIC Plus Coupe. Chiếc SUV hiệu năng cao thực sự đột phá về mặt thiết kế lẫn hiệu năng vận hành. Cơ bắp, hiện đại nhưng không kém phần gợi cảm là những ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào GLE53 4MATIC Plus Coupe. Sẽ được thiết kế dựa trên ngôn ngữ sự gợi cảm thuần khiết của Mercedes. Ở thế hệ mới, kích thước của Mercedes-AMG GLE53 4MATIC Plus Coupe 2021 được thay đổi đáng kể. Chiều dài cơ sở của xe tăng 20mm so với thế hệ tiền nhiệm. Xe sở hữu chiều dài tổng thể đạt 4.961mm, chiều rộng 1.999mm, dài hơn 39mm và rộng hơn 7mm so với mẫu GLE trước đây. Ngoại thất xe nổi bật với lưới tản nhiệt với các nan thẳng đứng Panamericana, cụm đèn trước công nghệ multi-beam LED. Các thanh gió khỏe khoắn cùng mâm xe 21 inch 5 chấu kép giúp tạo hình ảnh một chiếc xe cá tính, gợi cảm và khác biệt với phần còn lại của thế giới SUV. Nội thất được ốp sợi kim loại mang hơi thở hiện đại, tinh tế thay vì gỗ truyền thống. Màn hình giải trí tích hợp giao diện MBUX 12,3 inch được điều khiển thông qua touchpad cùng nút cảm ứng trên vô lăng. Hệ thống âm thanh Burmester xung quanh nội thất có tổng cộng 13 loa. Sẽ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và cổng sạc 5V USB Type-C cho cả hai hàng ghế. Theo đó, hai vị trí ghế trước của xe được trang bị tính năng thông gió và sưởi, trong khi đó khoang để chân hàng ghế sau đã được tăng thêm 35mm. Nội thất xe sử dụng khá nhiều da Napa, cửa kính là dạng cách âm cách nhiệt, hệ thống tạo mùi hương Air Balance và camera 360 độ là trang bị tiêu chuẩn. Cốp xe là dạng mở điện. Ở thế hệ này, dung tích khoang hành lý được tăng thêm 40 lít lên đến 1.790 lít khi hàng ghế sau được gập phẳng. Khoang chứa đồ này cũng có thể hạ thấp đến 50mm để thuận tiện cho việc chất dỡ hành lý nhờ hệ thống treo khí nén AMG Ride Control Plus. Mercedes-AMG GLE53 4MATIC Plus Coupe 2021 sở hữu động cơ i6 EQBoost kết hợp cùng với hộp số AMG SpeedShift TCT 9 cấp cho đầu ra công suất 435 mã lực và 520 Nm, mô men xoắn cực đại. Xe có khả năng bứt tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 5,3 giây và đạt vận tốc cực đại 250km/h. Mercedes-Benz cho biết thêm, công nghệ EQ Boost có thể cung cấp thêm 22 mã lực và 250 Nm ngay lập tức mà không có độ trễ. Mỗi xe coupe của Mercedes-Benz cũng được trang bị thêm ống xả thể thao AMG với nút kích hoạt âm thanh riêng. Hệ dẫn động AMG Performance 4MATIC Plus cũng là điểm đáng nói khi cho phép linh hoạt phân bổ sức kéo giữa cầu trước và cầu sau, thậm chí có thể trở thành chiếc xe cầu sau hoàn toàn. Mercedes-Benz GLE53 4MATIC Plus Coupe 2021 được phân phối tại Việt Nam với giá 5,349 tỷ đồng, sẽ có mặt tại các đại lý của Mercedes-Benz trong tháng 5 tới. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ chính của mỗi xe này là BMW X6 với một phiên bản duy nhất là X-Drive 40i M-Sport do Thaco phân phối chính hãng. Trên đây là những điểm đặc biệt của Mercedes-Benz GLE53 4MATIC Plus Coupe 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam. Bạn thấy sao về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!